Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ là cũng gần 11 giờ trưa rồi cả nhà. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2021. Thì vào khoảng hơn nửa tháng trước thì mình có nhận được sự ủng hộ của cô Trương Thị Hoa, có gửi về cho mình là 720 đô. Thì 22 đô thì cô ấy cho mình về cái chi phí đổ xăng, còn 700 đô thì cô ấy muốn gửi đến những hoàn cảnh khó khăn và tại Vĩnh Long trong thời điểm này. Thì bây giờ mình sẽ đến tiệm vàng Hưng Long. Mình đang đứng ở tiệm vàng Hưng Long, rồi mình sẽ đổi 700 đô. Xem buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Dạ chú chuyện giùm con 700. Dạ, đưa con cái tờ giấy này. Bảy trăm đây. Giá 2.290.000. Vậy là bữa nay chúng ta chỉ còn có 2.290.000 thôi cả nhà. Hôm qua thì còn được 2.295.000. Hôm nay đã xuống nữa rồi. À, cả nhà đợi mình tí nha, xem 700 đô chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền. Rất mừng là trong thời điểm hiện nay thì chỉ còn có tiệm vàng Hưng Long là còn đổ ngoại tệ thôi nha cả nhà. Gần như có thể gọi là tiệm duy nhất ở tại Vĩnh Long hiện nay, ở chợ Vĩnh Long á. Nếu mà không có những cái tiệm vàng mà hoạt động trong thời điểm này thì mình cũng rất là khó để đổ dây trao trên tay bà con, phải không ạ? Cảm ơn tiệm vàng Hưng Long rất là nhiều. À, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn ông chủ em. Rồi, được rồi, anh bỏ gì? Thật ra là ông chủ cũng biết mình đổi từ thiện, nên ra là ông chủ tính cho mình là 2.295 luôn. Chứ không phải hôm nay chỉ còn có 2.290 thôi nha cả nhà. Dạ rồi, cả nhà ơi, bây giờ cũng là 3:15 buổi chiều rồi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình trao tấm lòng của nhà hảo tâm. Đó là cô Hoa ở bên Mỹ sẽ gửi đến những hoàn cảnh tiếp theo ở tại Vĩnh Long nha nhà ha. Mình cố gắng mình tranh thủ mình đi chiều để tối mình sẽ tranh thủ về sớm đây, mới gầy tối ở Vĩnh Long mà nói chung là rất là khó ở ngoài đường. Thì bây giờ là mình sẽ đi đến hoàn cảnh đầu tiên, đó là trường hợp của anh Dương ngồi xe lăn, anh Thế ngồi xe lăn bán vé số của nhà. Thì mình có hẹn anh ấy ở trên trong khu vực lũ phường 8. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lên tới đó nha cả nhà ha. Đây là khu vực đường hệ đường 2 nha cả nhà. Thì mình sẽ quay một tí vậy đó để cho cả nhà cùng thể cảm nhận chung với mình ha. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi, mình đã lên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8 ở đây cả nhà. Mình thấy một hoàn cảnh hết sức là đáng thương luôn. Bác này mà đi giữa con lươn rất là nguy hiểm như vậy mà đụng phải chai nữa nha. Thấy cũng khá lớn tuổi rồi. Chú ơi, là anh giúp đỡ cho. Là anh giúp đỡ cho. Năm nay chú vô lại nè chú. Xe Vô đây con gửi giúp đỡ cho. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Năm nay chú bao nhiêu tuổi? Tới 75 rồi. Tới 75 rồi. Chú ở con heo. Dạ, chú quê ở đâu chú? Quê ở dưới Cần An á. À, rồi bây giờ lên đây mình lượm dây chai gì mình bán, có ai mua không chú? Có, mua. Có người mua? Mua mà hơi rẻ. Dạ, mỗi ngày như vậy mình lượm được nhiêu chú? Lượm... Mình bán được nhiêu tiền á? Bán không đủ nhậu. Không đủ nhậu nữa hả? Rồi, vậy là cái sở thích của chú là nhậu đúng không? Ừ. Dạ. Nhậu không à? Dạ. Rồi sao mình không ở dưới mà mình đi lên trên thành phố Vĩnh Long này? Trời ơi, thằng con tôi nó làm bên Phà Phú á. À. Chú cất cái lãnh chia thích cho em vậy nè. Dạ. À. Con trình Phà Phú. À. Dạ. Ở dưới. Dạ. Ở dưới
khó thở quá. À. Ở dưới thôi. Rồi không có quen ai chứ. Dạ. Vậy đúng. Rồi. Giờ rồi thì mình cũng chia sẻ lại với cả nhà một lần nữa nha, là với 700 đô ở tiệm vàng Hưng Long. Đáng lẽ là hôm nay là tiệm vàng đổi là giá là 2290, nhưng mà tiệm vàng thấy mình cũng phát cho bà con khó khăn nên ra đổi cho mình là 2295 luôn. Thì với 700 đô của cô Hoa chúng ta sẽ được là 16.065.000. Thì bây giờ mình sẽ đến trao cho hoàn cảnh đầu tiên cả nhà ha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì đây là hoàn cảnh đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là anh Thế bán vé số mà ngồi xe lăn, anh ấy thì nói chung bị té, thành ra bị tai nạn lao động đó cả nhà. Ra bây giờ là anh ấy không thể mà tiểu được, phải gắn ống suốt ở trong cái niệu đạo đó. Nói chung là hoàn cảnh cũng rất là khó khăn, anh ấy ngồi bán vé số nhiều quá nó bị loét. Thành ra anh ấy có nhắn tin cho mình, đó là anh ấy cũng đang rất là cần tiền mua thuốc để trị loét. Rồi, chào anh Thế. Dạ, chào em. Dạ. Rồi mấy ngày thì từ lúc mà anh nhận cái phần quà cuối cùng giờ anh đã sử dụng hết chưa? Dạ, anh cũng sử dụng còn có 2 kg gạo à. Dạ, còn thực phẩm còn không anh? Cũng còn được lon cá mồi. Dạ, hình như nhà anh là có mấy người ăn ha. Nhà còn mẹ với hai đứa con. Hai đứa con gái không? Ừ, rồi cũng gầy buôn bán không được rồi, nửa tháng nay cũng không có tiền mua thuốc mua men. Dạ. Rồi là bây giờ hình như anh có thể chia sẻ cho em biết tình trạng mà bệnh của anh hiện giờ. Hiện tại thì do anh gán đi bán đi lo cho hai đứa con ăn uống là đi học lo gia đình đó. Dạ. Cũng bị lét ở sau lưng. lét hả? Lét nó ngồi ở sau nè. Do mình ngồi quá rồi nó bị lét đúng không? Ngồi lâu nè. Dạ. Ở sau nè. Trời rồi, thôi được rồi. Thế rồi. Chưa có lần mà một tiếp thuốc thì mua tới 400 mấy rồi. Tiếp thuốc kỳ lét mà 400 mấy lần. 475. Vậy là lỗi tốt hả? Hay là rồi, nó có một lỗi? Bột xe đặc trị lét á. Rồi đây mấy ngày cái công việc lọc nước tiểu của anh nó có khác biệt gì không? Hay nó cũng vậy? Dạ. Dạ, nói chung là cũng rất là khó khăn trong thời điểm này phải không? Vậy là không có đi bán được nữa. Không có thu nhập ra vô. Không có tiền, không có thu nhập được. Dạ. Thì cũng khó khăn quá. Dạ. Thì thấy anh cũng nhắn tin cho em. Thì biết là anh cũng đang rất là khó khăn rồi. Thì cũng một khoảng thời gian hôm bữa em đã trao cho anh. Thì đến hôm nay thì em cũng quyết định là sẽ hỗ trợ cho anh về một phần chi phí để anh có thể là mua lương thực thực phẩm hay là thuốc men gì đó để kén chờ đợi tới ngày vé số bán lại. Thì hôm nay em thay mặt cô Hoa là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ sẽ gửi tặng cho anh một phần chi phí là 500.000. Đây là tấm lòng của cô ấy. Dạ. Muốn gửi đến những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay mà do dịch bệnh không có thể mua bán được đó. Thì cũng chân thành quý quá cô ơi. Dạ. Anh cảm nhận như thế nào về phần quà này? Rất là quý. Dạ. Nhận được cái này rớt nước mắt luôn. Dạ. Tại vì trong thời điểm này đâu có làm được bệnh tật nữa, khổ quá. Dạ. Mấy ngày anh có nhận được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm nào không? Thì cũng ngoại trừ em nha, ngoại trừ em gửi thì còn có nhà hảo tâm nào gửi. 3-4 bữa. Dạ. Đi ra nhậm chợ thực chợ phẩm không đồng, đồng ha. À. Để có một chút. Dạ, là cũng chỉ có chỗ đó thôi. Còn ngoài ra là có tư nhân nào gửi không anh? Dạ không. Vậy là chỉ có chỗ đó thôi là mới có thể là gửi đến bà con ha. Dạ. Dạ. Rồi thôi bây giờ anh đi mua thuốc đi. Rồi anh về anh sức anh nghỉ ngơi nha. Em sẽ cũng sẽ đi đến hoàn cảnh tiếp theo. Rồi thì cũng hy vọng là với cái phần quà này anh có thể là mua thuốc hoặc là còn dư chút đỉnh thì mua nhu yếu phẩm ha. Anh cùng gia đình, cùng mẹ và hai đứa nhỏ. Rồi sẽ... cảm ơn rất là nhiều con Nhật Minh đây. Dạ, gán vượt qua thời điểm này. Dạ, dạ. Rất là quý phải không anh? Dạ. Rồi, chào anh. Cảm ơn rất nhiều nha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì mình đang... đây là đường Phó Cơ Điều, ở đây là phần 3 là cái nhà mình vừa chạy qua cầu vòng đó, mình sẽ tới ngoài cảnh tiếp theo là phải qua năm phần 3 còn ngang 5 kỷ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến tới cả nhà ha. Mình đã ra đường Mậu Thân phần 3 rồi nè cả nhà. Bây giờ mình xuống ngoài đầu ngang.
là cầu ngang ngay chỗ chợ quận 3. Chào ngoại. Thành ra là nói chung là con sắp xếp từ từ rồi con sẽ tới. Con hứa là con sẽ làm. Nhưng mà vẫn là vấn đề thời gian thôi. Ở đây nhà ngoại hả? Nhà trọ hả? Dạ rồi, để. Cô nhìn giùm con cái gì? Cô nhìn giùm con ha. Để con vô trong nhà ha. Vậy là đây là nhà trọ hả? Nhìn xe giùm con. Vậy là ngoại ở trọ ở đây. Mới vừa đốt nha. Cái nghe con điện. Dạ. 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 Đây nhà trọ của mình không ngoại? Dạ đây của ông ngoại đó. Dạ, một tháng ở đây mình mướn bao nhiêu ngoại? Tiền nước điện hạ tiện thì 550. Dạ. Còn nếu mà xài bình thường? Xài 600. Dạ, xem ra là ngoại đang rất là mệt luôn á. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? 75 á. Dạ. Rồi dưới bị tim á con, bởi dạ. Mỗi lần đợi con hôm bữa mà ngồi ở chỗ bờ kè mà nói chuyện con vụ với số á. Dạ. Cái hai ngày sau nghỉ luôn tới nay. Dạ. Là ngoại tên Yến phải không? Phải. Dạ, vậy là ngoại sống đây với một mình hay sống nha ngoại? Một mình. À, vậy là gạo mà ngoại nhận được là ngoại để dành để ha. Là mình ăn ha. Tới ngày mua thuốc tim á. Dạ. Bán bớt con ơi, nói dạ. Thật nói thiệt. Dạ đúng đúng. Rồi mua thuốc tim. Con nghĩ bà uống thuốc như nè. Trời ơi. Thuốc tim. Thuốc cóp. Quá trời thuốc. Kinh tọ thấy quá dạ. Cuộc sống. Đây là cái túi đựng giấy số của ngoại đúng không? Đây nè. Dạ. Mới vừa là lấy hai cái nhang đốt mẹ cái con điện cái mông quét cho. Dạ. Là coi như là mấy gà ngoại cũng đang rất là cần sự giúp đỡ đúng không? Mới coi như gì trăm ngoại trăm vài. Dạ. Nặng tới họ tới ngày đi mua thuốc này mới hôm qua. Dạ. Mới mua ngày hôm qua là. Hồi nãy giờ ngoại thở dữ vậy, ngoại đi từ đây. Đi tự quải vô là mệt. À, có nghĩa là mình bị tim thành ra như vậy đúng không? Dạ. Hôm bữa con gửi ngoại mấy cái phần cá màu rồi có không? Vẫn còn ha. Ăn thật tiền. Mấy ngày nay ăn vô. Ngoài ở đây có mình à? Mình. Trời ơi. Sống lớn tuổi mà sao mình nói có mình vậy? Hồi xưa ngoài có lập gia đình không? Có gia đình, có con cái rồi có mà. Nó không có ngàn tới. Trời ơi. Con cái gần đây. À, xót xa. Lớn tuổi như vậy mà lại sống một mình như vậy. Bởi ngủ nhiều khi nằm đêm cũng sợ lắm. Dạ. Nhiều khi có chuyện gì bất tử thì nó rất là nguy hiểm. Sáng đi xe đạp màu anh nói với con là rồi bán bên phường tư chỗ hủ tiếu giữa hè chỗ kế sát tường chùa Long Diễn. Dạ. Rồi với quán cơm chỗ Đèn Xanh đó. À con nhớ rồi. À, nhớ không? À con nhớ rồi, con nhớ mà nói cho nó rồi. Rồi thì thôi hôm nay con cũng thay mặt cô Hoa ở bên Mỹ cũng sẽ có chút quà gửi tặng cho ngoại. Để cho ngoại có thể mua thuốc hoặc là mua lương thực thực phẩm gì đó, nhưng mà con nghĩ với độ tuổi ngoại ngoại uống thuốc là nhiều hơn. Thuốc nhiều quá. Dạ. Sắp hết rồi. Dạ, thì con sẽ thay mặt cô Hoa sẽ gửi tặng cho ngoại một phần kinh phí nha. Dạ. Là 500 ngàn để cùng chia sẻ cho ngoại trong thời điểm mà khó khăn do dịch bệnh như vậy. Dạ, dạ. Ngoại cảm nhận như thế nào về cái phần quà này? Bây giờ dạ. Ngoại dạ, cũng, dạ, cứ từ từ, cứ từ từ. Ngoại cũng cảm ơn cô Hoa bên Mỹ. Dạ. Cũng cầu chúc cho vợ chồng gia đình cô Hoa được dạ. Nhiều sức khỏe, nặng có tiền gửi về hỗ trợ cho những người già vậy.
Yeah. Rồi sau nữa coi giờ bà ngoại cũng cảm ơn con, có con bà ngoại mới có. Chứ không có con là biết đâu mà có. Nói chung thì con đi thời điểm này thì con cũng đã ngoại rất cũng, là cố gắng rồi. Ngoại cũng cảm ơn nhiều. Nếu mà có quà thì con nhớ đây rồi. Con gán cho ngoại. Dạ con biết rồi. Thì khi mà con đến nhà thì con mới biết được cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Bởi vậy chứ thấy ngoại bán vé số con đâu có biết. Dạ đúng. Bán ngày 50 vé là được 60 ngàn nó cũng đỡ. Dạ. Rồi cái từ hôm bữa gặp con ngoài bờ kè cái là 2 ngày sau nghỉ bữa thứ 6 tới giờ luôn. Dạ. Bữa 8 tay á. 8 tay vậy đúng lạnh rồi. Đồ bữa 8 tay tới nay. Bởi vậy. Rồi ngoại cảm giác không nhận khi mà mình trong thời điểm này mà mình nhận được sự hỗ trợ của nhà mừng quá con ơi. Mừng lắm đúng không? Mừng lắm. Dạ. Trời ơi một gói khi tối còn gói khi no. Dạ đúng rồi. Ở vườn cho ngày hôm qua đó. Dạ. Hai bao còn bao của con ngoại còn để. Dạ. Bao con là bao 10 kg đúng không? Dạ. Để nữa mà thuốc. Hôm bữa nghỉ bán rồi ra ngoài Khải Hoàn. Ngoài mua thuốc 1,1 triệu 60. Vét hết tiền với số tiền đồ ngoài mua hết. Dạ. Còn đủ hơn nè. Bây giờ là chủ yếu là bán uống là uống thuốc thôi. Đây nè, to đơn thuốc ngoài nè. Con coi á. Đâu phải ít đâu. Dạ. Cái này đơn thuốc khám hồi tháng tư. Đó là khác. Còn cái đơn mà vừa bà mua bữa hổm nè. Mình tháng 6. Cái đó tháng 5. Tháng 5 là tháng 6 vậy. Bữa bà mua cái đơn đâu rồi? Nó có ghi tiền nè. Ủa mà khám ở bệnh viện Xuyên Á hả? Khám bệnh viện đâu rồi? Cái đơn tiền đâu rồi? Bệnh viện Xuyên Á mà cái bữa nghe cái vụ đó đó. Dạ. Rồi ngoại không dám đi. Không dám lên bệnh viện Xuyên Á nữa. Không dám lên rồi cái mới chạy ra ngoài ngoài Khải Hoàn. Dạ. Ủa rồi cái to thuốc nó đâu rồi? Cái đơn đó là bà mua 1,000,000 á. Dạ. Rồi bán vé số mà không có được lời bao nhiêu mà mỗi lần khám bệnh mà mua thuốc uống là hết thâm vốn hết trơn luôn rồi. Không phải con ơi, bây giờ nếu mà không ở trển mà không ấy á. Dạ. Là thì ngoại đi khám có 300,000 à. Dạ. Có bảo hiểm không ngoài không? Có bảo hiểm. Dạ. Rồi tiền thuốc ra 1 tháng lận. Dạ. 300,000 uống 1 tháng lận. Dạ. Đây. Bảo hiểm của bà nè. Dạ. Đó. Con tới đây cũng không biết cái cảnh của bà. Dạ. Mệt quá. Ủa hình như ngoài hết hạn rồi hả? Đâu có. 26 nộp tháng rồi. 7 nha. Nộp rồi. À. Nộp rồi mới xài tháng này. À dạ. Thì là ngày xưa là ngoài ở Sài Gòn. Ngày quận xưa 5. Ở Sài Gòn quận 5. Dạ. Sau đó thì có chồng về đây. Dạ. Bây giờ thôi chồng rồi. Dạ. Cái nó bên ba nó cũng dạ. Ở gần đây nè mà không. Thôi con thấy cái tình trạng mà ngoại mua thuốc kiểu này thì con nghĩ là chắc là ngoại thôi con sẽ hỗ trợ cho ngoại thêm một phần. Để cho ngoại có thêm cái tiền mua thuốc chứ mà con thấy ngoại vừa nói chuyện mà vừa thở không là con biết là ngoại rất là mệt rồi. Con sẽ hỗ trợ cho ngoại thêm một phần ha. Dạ. Dạ là 500 nữa. Ôi, cảm ơn con. Dạ đây, để cho ngoại mua thuốc. Rồi con cũng xin là cô qua mình nhà hảo tâm để hỗ trợ luôn cho ngoại đó. Dạ. Về ngoại cũng cảm ơn. Dạ. Trong gia đình cô qua. Dạ. Rất nhiều. Dạ. Trường hợp ở bệnh mà ăn cho có tiền rồi gửi về. Sau nữa có con để nặng thì giúp đỡ được cho những mấy bà già như dạ. Vậy. Rất là cảm ơn vợ chồng cô qua rất dạ. Nhiều. Mừng rồi, lắm. Thôi mà nghỉ ngơi đi nha. Mặc dù là ngoại nhận sao người ta nhưng mà con thì luôn luôn coi theo cái hoàn cảnh thì con sẽ giúp. Nó sẽ khác, có khác nhau. Ví dụ lớn tuổi một mình mà bệnh hoạn thì con sẽ giúp khác. Rồi thôi qua nằm mà nghỉ ngơi đi nha. Dạ rồi. Cho mẹ. Dạ rồi. Thôi con chào ngoại nha. Rồi cảm ơn con khi nào con có đi. Con ghé nha. Chào nếu mà ngoại. Sau 10 ngày sau thì ngoại cứ nhắn tin lại cho con rồi con mới tính tiếp được ha. Rồi nhắn tin lại. Sau 10 ngày nha. Rồi, dạ rồi. Sau 10 ngày mười mấy ngày gì. Dạ đúng được. Rồi. Rồi thôi con chào ngoại. Rồi cảm ơn con nhiều. Rồi. Dạ. Đi bán. Dạ rồi cả nhà thì ngoại cũng chia sẻ là cô bán vé số. Nhưng mà cô bán ở khu vực nào cô? Cô bán vòng vòng phường 3 này không ạ? Dạ, là khu vực ở chỗ cầu ngang Nam Kỷ vậy thôi hả? Cô bán vòng mỗi ngày cô bán được nhiêu tờ? Cô bán được 70 tờ. Dạ, mà sao cô không đi ra những chỗ khác bán mà bán con chỗ biết không nào hết? Không nổi, không có xe đạp chạy thì thật sự không biết nổi. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 62. 62? Dạ. Vậy là cô cũng ở trọ sát bên ngoài hả? Sát bên ngoài luôn. Dạ, vậy là cũng hỗ trợ qua lại. À. Dạ, thì từ hôm bữa mà cái phần quà cuối cùng mà cô nhận của con là món gì?
cô lạnh đó trên gì bờ kè đó có lần đó thôi tới giờ luôn á. Lúc đó hình như là 20 kg gạo hả? Không có, 10 kg với cái gì đó trong cái bọc á. Dạ. Mồi. Dạ. Mồi sữa đặc luôn ha. Cái lần đó tới giờ luôn á. Chai nước tương. Rồi cô ăn hết chưa? Hết rồi. Dạ. Vậy là mình có bao nhiêu người ăn mà cũng sao ra có nhanh đúng không? Có hai vợ chồng với con. Dạ. Dạ. Thì thôi thì thấy hoàn cảnh của mình cũng là một trong những người mà mua bán vé số. Cực khổ mà trong thời điểm mà vé số bị ngưng. Thì thôi hôm nay con cũng thay mặt cô qua sẽ hỗ trợ cho cô một phần. Thì con nghĩ là với cái phần kinh phí này thì cô có thể tự để cô mua lương thực, nhu yếu phẩm để vượt qua cái thời điểm mà chờ ngày bán vé số trở lại. Dạ. Thì đây con gửi cô 500 ha. Đây tấm lòng của cô Hoa, cô bên Mỹ. Cô nhắn gửi gì với cô Hoa không? Người ta giúp cô ngày hôm nay. Tấm lòng của cô Hoa, cảm ơn tấm lòng của cô Hoa giúp đỡ cho giải cứu cho mấy người ở Vĩnh Long hỗ trợ dịch cúm Covid-19. Dạ. Chân thành cảm ơn. Khi mà thời điểm này mà cô nhận được món quà này cô cảm giác như thế nào? Dạ rất là vui dữ lắm luôn á, mừng dữ lắm luôn á. Dạ, tại thời điểm này á mà để kiếm một người mà giúp đỡ là rất là khó. Huống chi mà giúp đỡ về kinh phí thì càng khó hơn nữa đó. Dạ, và thành ra là mình cố gắng mình trân trọng với cái món quà của nhà hảo tâm để cho mình dùng cái phần quà này để mình mua gạo hay lương thực, nhu yếu phẩm để mình vượt qua cái thời điểm khó khăn này. Dạ. Cô ha. Dạ. Rồi cảm ơn chú Minh luôn. Dạ. Rồi, rồi cảm ơn. Dạ rồi. Rồi, thôi chào cô, chào ngoại nha, đây nha. Dạ. Dạ rồi, cái nhà ơi, đây là đoạn đường Nguyễn Văn Thiện, phường 3. Bây giờ đã là 16 giờ 22 phút buổi chiều rồi. Thì mình sẽ tới hoàn cảnh tiếp theo là một cô cũng nghe cũng yêu cầu cái xe bé nữa. Ở trong cái khu nhà trọ mà hàng chỉ có 200 ngàn đồng một tháng đó cả nhà. Nói về nhà trọ 200 ngàn một tháng thì cả nhà cũng có thể là hình dung nó ra sao rồi phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến tìm hiểu hoàn cảnh cô ấy nha. 64 tuổi. Thôi cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì mình đang trên đường đi phường 5 thì mình thấy anh đang lục thùng rác. Đây cũng là một trong những trường hợp mà mình cũng thường xuyên đỡ được vài lần. Anh ơi. Rồi. Trời ơi, chiếc xe kia đâu rồi? Xe kia bữa hổm một con nó bị tai nạn gãy giò đó rồi. Cái gì? Trời ơi. Mất hết. Rồi mà màn con. Con cũng bị luôn. Dạ. Rồi kẹt quá rồi gửi cầm hết nhiêu? 2 triệu. Cầm 2 triệu. Rồi đóng viện phí cho nó hả? Rồi mổ sắp xương lại rồi hổm ngày cũng khỏe rồi, xuất viện rồi. Dạ. Hết tháng này mấy cô với mấy gì nó cho tiền lấy lại rồi. Dạ. Ủa rồi sao mấy ngày anh không ở nhà mà anh ra đường lụm dây chai gì mấy ngày dây chai giữa nghỉ bán hết rồi mà. Cũng gần cũng có chỗ người mua nhưng mà bây giờ ở có nhà người thì mua không có gì ăn có. Có người mua hả? Không, bữa mấy cái phần quà em gửi cho anh cũng còn nhiều lắm mà làm sao cũng hết. Cũng đầy đủ hết trơn á nhưng mà nằm nhà chèo queo rồi có thấy nó cũng chóng vắng quá. Ra đường kiếm được gì kiếm, cô bác có thương thì cho, được gì cho. Chứ trong thời điểm này mà mình ra đường vậy cũng nguy hiểm lắm á. Thì bị mấy chú cảnh sát đồ cũng la hoài. La không? La cũng nhắc nhở thôi, đi về đi ra chi dịch bệnh không. Thì bởi vậy. Bởi trong cái thời điểm này cũng hạn chế ra đường lắm. Mà thôi, thôi, thì thấy cái hoàn cảnh của anh trong thời điểm này thì thôi cũng sẽ hỗ trợ cho anh một phần. Để cho anh có thể là dùng nó để kinh phí để điều trị bệnh cho con anh phải không ạ? Hoặc là cho anh với gia đình cũng vượt qua cái thời điểm này. Với anh cũng thường xuyên mà moi những cái thùng rác như vậy nó rất là nguy hiểm cho bản thân luôn đó nha. Cũng không sao, cũng cẩn thận chút. Thì đây, hôm nay em thay mặt cô Hoa, một nhà hảo tâm bên Mỹ sẽ có hỗ trợ cho anh một cái phần quà, đó là 500 ngàn ha. Đây là tấm lòng của cô ấy muốn giúp anh cũng như là những cái hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm mà dịch bệnh á, không làm gì được á, để mua lương thực hay là nhu yếu phẩm hay thuốc men gì đó. Anh nhắn gửi gì với cô Hoa? Em cũng cảm ơn cô. Cũng giúp đỡ cho em phần tiền đó, trong lúc khó khăn này em cũng xoay sở qua ngày. Theo anh thì cái phần quà này quý không? Rất là quý chứ, giờ cũng kiếm được 20-30 ngàn cũng không phải chuyện dễ. Đúng rồi, chính xác. Thời điểm này nhưng bây giờ kiếm tiền là rất là khó. Cho số tiền quá lớn thì em cũng mừng dữ lắm. Số tiền này là phải nói là rất là lớn luôn đó, so với những mà những cái thời điểm mà anh hay đúng nhận rồi. Được. Tại vì trong thời điểm này á, em muốn gửi nhiều để cho anh có thể vượt qua từ 10 ngày trở lên. Anh có thể tự mua các nhu yếu phẩm để anh có thể vượt qua nó. Giờ thành ra là em gửi sau ra là nó hơi cao hơn cái khoảng thời gian trước. Đó, thì cũng chia sẻ với anh như vậy.
cũng cảm ơn cô rồi, cảm ơn em rồi. Rồi. Không giờ quý quá trời. Rồi. Thôi chào anh. Thôi. Anh cứ tiếp tục thực hiện công việc của anh. Dạ rồi, cả nhà ơi, thì đây là hoàn cảnh. Rồi, ngoại ơi, sao ngoại thấy con mà ngoại đi theo con vậy? Dạ. Nghe thắm mời chú. Rồi. Cho trong trường gì ai có này khổ quá chúng mình. Dạ. Bây giờ ngoại dắt con vô nhà được không? Dạ thôi được. Dạ rồi. Dạ. Rồi ngoại dắt con vô nhà đi ha. Dạ rồi cả nhà, đây là cầu Thiền Đức. Mình sẽ theo ngoại vào trong nhà để tìm hiểu hoàn cảnh của ngoại như thế nào nha cả nhà. Để cho cả nhà có thể hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của ngoại. Cũng ngày trước thì ngoại ấy cũng thường xuyên nhận những cái phần quà hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Thì ngoại ấy khi thấy mình chạy ngang phường 5 thì ngoại ấy cũng có kêu đó và chạy theo. Chưa biết hoàn cảnh nhà ngoại như thế nào đây. Trong đây cũng rộng quá ngoại ha. À. Dạ rồi con chào ngoại. Nói chung thì cũng lâu lắm rồi thì con mới gặp ngoại. Dạ. Dạ. Ở đây là nhà của mình ở không ạ? Dạ con mình với hai đứa cháu ngoại. Nhà này là nhà mướn hay nhà của mình? Dạ thương nhà của mình. Dạ. Nhà nước cho tình thương đó. Dạ. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ 79 tuổi. Có hiểu nè. À. Dạ. Đây là nhà tình thương. Dạ. Xây dựng năm 2012. Dạ. Dạ 79 tuổi rồi. 79 tuổi. Còn bữa nay ngoại đi đâu mà ngoại gặp con chạy ngang mà ngoại đi theo vậy? Ngồi trước coi cho chào người ta cho con từ thiện có dư á. Dạ. Đặng gì hai sinh về hai ăn. Dạ. Dạ. Nhưng mà sao thấy chú đi ngang mừng quá chạy theo. Dạ. Mà đi không kịp. Dạ. Dạ. Mấy gà hoàn cảnh của mình có khó khăn không mày? Dạ xô khó khăn, không có đi bán buôn gì hết trơn. Dạ. Dạ. Chứ con nhớ cái độ tuổi của ngoại thì chắc cũng không còn bán gì nổi. Dạ đâu đi bán cho đây nè. Ủa ngoại bán gì cho ngoại? Nguyên thùng mắm đen. Để tôi kéo thùng mắm đen ra. Mắm nêm hả? Mắm đen. Ủa vậy thường là ngoại bán ở khúc nào? Dạ thường bưng đi dọc đường. À. Dạ. Trời sao ra là ngoại còn rất là khỏe luôn hả? Dạ ở nhà. Ngoại còn bưng nổi nữa. Dạ. Vậy là cô cũng biết hoàn cảnh của ngoại là cũng hay bán. Dạ. Dạ, vậy là con. Dạ. À, ngoại sách như cái xô như vậy đó hả? Dạ. Còn một keo mắm nêm thì ngoại bán được nhiêu tiền? Dạ, thôi 40 ngàn. Dạ. Dạ, đây. Giá cũng quá bình dân luôn. Dạ, đó. Dạ. Rồi mắm tép. Mắm tép. Dạ, đây. Này nhiêu ngoại? Dạ, thưa này 80. 80, dạ. Dạ. Ờ, nói đó. Chung thì giá cũng rất là bình dân. Dạ. À, ngoại cứ bán là vòng vòng sớm như vậy ha. Dạ thưa bưng ra chợ lớn bán. Bưng ra chợ lớn luôn. Dạ. Dạ. Rồi bưng đầu sắp. Dạ. Dạ. Vậy là cũng nói chung là cũng khó khăn lắm thành ra. Dạ, là đúng rồi. Với độ tuổi như vậy là độ tuổi nghỉ ngơi mà ngoại vẫn phải mưu sinh. Ba đứa cháu mồ côi cha mẹ, rồi dạ. Con thằng có vợ bển. Dạ. Nó cũng khổ dữ lắm đi mần hồ. Dạ. Còn hai đứa cháu ngoại thì ở đây dưới gì? Dạ. Bị bệnh hoạn bữa hổng té đó. Sập xương sống rồi nhờ thằng này kêu thằng này nó xuống. Dạ. Nó có nhà riêng. Dạ. Ủa ở đặng nhiều khi bệnh hoạn đi đái ỉa không được nó ẩm. Dạ. À. Rồi đông gài đi được rồi. Dạ. Đỡ rồi chú. Dạ. Dạ. Rồi con nghĩ là các nhà hảo tâm cũng hiểu sơ về hoàn cảnh của ngoại. Dạ. Thì hôm nay con cũng sẽ hỗ trợ cho ngoại một phần quà. Dạ. Của nhà hảo tâm đó là cô Hoa. Dạ. Ở bên Mỹ. Dạ. Cũng biết được về cái hoàn cảnh của những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm mà dịch bệnh ở Vĩnh Long. Dạ. Thì cô ấy cũng gửi về để nhằm hỗ trợ cho ngoại. Dạ. Có thể cùng gia đình đi xin cộng đồng nè. Dạ. Đó. Dạ. Để có thể mua lương thực hay nhu yếu phẩm, nhất dạ. Là độ tuổi ngoại thì chắc là mua thuốc thang là hơi nhiều hơn. Dạ đúng. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô Hoa. Dạ. Sẽ gửi cho ngoại là 500 ngàn. Dạ. Dạ đây là tấm lòng của cô ấy. Cô Hoa chúc cô Hoa dưỡng Hoa mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Ngoại cảm nhận như thế nào khi ngoại nhận được cái phần quà này? Dạ thôi nhận được mừng dữ lắm. Giữa dạ. Lúc khổ này cho được nhiêu đây là mừng dữ lắm. Dạ quý lắm đúng không ngoại? Dạ. Thành thật cảm ơn cô chú ở bên dạ. Mỹ. Đã gắn mừng đặng ủng hộ nhiều cô bác nữa. Dạ. Dạ. Chứ mà cái thời điểm này thì ngoại cũng đâu có thể nào đi bán được dạ, gì không. Hết. À, đi ra đóng mộc ngày hôm qua. Dạ. Dạ. Ừ, nói dạ. Chung là rất là xót xa. Dạ. Khi mà chúng ta nhận được sự ủng hộ của nhà hảo tâm trong thời điểm này rất là quý không mày ha. Dạ quý dữ lắm. Dạ. 500 ngàn này chứ sống cũng ta gà hơn nửa tháng. Dạ đúng rồi. Sau khoảng thời gian đó thì có gì thì ngoại cứ liên hệ với con. Dạ. Sau khoảng nửa tháng nữa ha. Dạ. Rồi thôi con chào dạ. Ngoại. Cảm ơn rồi, chú con mình. Chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ thành thật dạ cảm ơn mấy cô mấy chú ở bên Mỹ. Dạ. Dạ. Rồi con chào ngoại. Dạ.
Dạ. Bây giờ là 16 giờ 47 phút rồi cả nhà ơi. Thì trời đã bắt đầu cũng hơi nặng hạt rồi. Chúng mình sẽ đến với hoàn cảnh tiếp theo nằm ở dưới khu nhà trọ ở chỗ cầu Cái Sơn Bé. Thì chúng ta cùng tìm hiểu cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo cả nhà ha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta qua tới hoàn cảnh của cô này. Cô này chia sẻ thì cô ấy cũng 64 tuổi. Rồi chào cô. Nhà cô ở đâu? Ủa vậy là đây là mình ở nhà trọ hay là nhà của mình? Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Cô 64 tuổi trong này nữa, ở sau lưng cái nhà này nè chú. Ủa vậy là nhà này không phải hả? Không, cái này một cái phòng khác nữa. À, cái phòng này có người mướn chưa? Có mướn rồi mà nó đi lạc chứ về. Dạ. Rồi hoàn cảnh tiếp theo là cô này. Cô tên gì vậy cô? Cô tên Hoa, Lê Thị Hoa. Cô Hoa, năm nay cô Hoa nhiêu tuổi rồi? 64. Dạ. Cô Hoa ở đây với ai cô Hoa? Ở với thằng cháu ngoại. Dạ. Cha mẹ nó bỏ nhỏ lớn rồi cô nuôi. Dạ, là cô sống có một mình với cháu thôi hả? Dạ. Rồi nói chung thì phòng trọ này cũng chật vật lắm chú. Thiếu thốn nhiều thứ quá. Dạ. Ở đây thì cô mướn một tháng bao nhiêu? Tháng 200. Cũng 200 luôn. Dạ, nhưng mà so ra là phòng cô con thấy là đỡ hơn cái phòng của ông ngoại kia. Rồi đặng ba mướn hai phòng rồi nó chị đây cũng muốn con phòng. Dạ. Con thấy ở đây là chủ nhà trọ cũng rất là tốt á. Nếu mà so ra để cái giá này gần như là cũng đâu có lời lớn gì đâu. Thì người ta thương thấy mình nghèo với lại dân làm ăn á con. Dạ. Thấy người ta giúp đỡ luôn. Dạ. Về xe này của cô hả? Xe của thằng cháu đi học đó. Dạ. Trước dịch thì cô làm công việc gì? Bán vé số. Dạ. Cô bán ở khúc nào sao con không có gặp? Phường 2 á, bán cho đại lý năm trọng rồi đó. Là cô bán cho đại lý, có nghĩa cô lấy cô giấy số 7 trọng hả? Ông 5 trọng. À. Dừng ở bàn thơ đó. Rồi cô bán ở khúc nào? Rồi bán dài dài xuống tới cầu lộ, bọc qua cầu ca cá, cái quẹo quẹo vòng vòng đó hả? Ủa sao thường thường, nếu mà ở trong phường 1 thì cô bán là đáng lẽ con phải gặp chứ ta? Cô ưa bán ngồi chỗ Sơn Gùi vậy biết không? Sơn Gùi biết. À đó, dạ. Cô ngồi trong hẻm đó cô bán. À, nếu mà cô nói vậy đúng rồi đó. Dạ, trời sao cô cũng khá gần khu vực phường 2 á. Rồi thì con cũng thấy từ đâu mà cô biết là con có gửi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Thấy mấy người, mấy chị em ở vòng vòng đây nè, nói là bữa hổm chị không có nhà, phải có nhà, có cái chú đó lại giúp đỡ dân nghèo rồi vậy đó. Dạ. Rồi cô thấy vậy, cô mới xin cái số điện thoại. Dạ. Cô mới bấm gọi cho chú đó. Dạ. Hôm nay cô 64. 64. Dạ. Từ bữa tới giờ thì mình ngưng với số khoảng mười mấy ngày nay, cô làm công việc gì? Người ta cho gạo ăn ở phường rồi đó. Dạ. Có người ta cho với lại mạnh thường quân mấy người vòng vòng theo xóm, người ta cho 5kg, 10kg gì đó các chị ăn. Dạ. Là coi như là mình cũng có gì ăn đó. Có gì ăn này. Mà nếu mà người ta cho thì con nghĩ chắc người ta cho gạo chứ đâu có cho thực phẩm. Không có cho thực phẩm, rồi mình đi mua dưa mắm, đồ với tép 1kg chừng 60 ngàn đó. Dạ. Mình mua mình ăn. À. Thôi. Yêu cầu có gạo sống qua ngày được rồi. Dạ. Nói chung là cũng khó khăn. Dạ. Nếu mà trước dịch thì cô bán một ngày bao nhiêu tờ? Một ngày cũng được 100. Dạ. Có nhiều bữa thì trả giấy số, còn nhiều bữa thì bán được. Dạ. Hai bà cháu sống lây lắc cũng qua ngày. Dạ. Bà cháu cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó học lớp 9 đó mà bây giờ sắp sửa nó lên lớp 10 mà chắc cô không có khả năng cho nó học, cho nó nghỉ quá. Dạ, cũng vất vả quá ha. Dạ. Chứ xe không gãy hư đó mà không có tiền sửa nó đó. Dạ. Sửa đâu 200 ngàn rồi thôi, cô không sửa bỏ. Dạ. Rồi thì con nghĩ là các nhà hảo tâm cũng như là các anh chị cô chú bác xem video cũng có hiểu sơ sơ về hoàn cảnh của mình. Thì thôi hôm nay con cũng thay mặt cô Hoa ở bên Mỹ cũng sẽ hỗ trợ cho cô một phần quà ha. Giờ đây là tấm lòng của cô ấy muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm mà không mua bán được. Đó thì con cũng muốn thay mặt cô Hoa sẽ gửi tặng cho cô một phần. Đây là tấm lòng của cô ấy, con sẽ gửi tặng cho cô là 500 ngàn cho tấm lòng của cô Hoa. Nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Cô nhắn gửi gì với cô Hoa không? Có đôi lời cảm ơn cô Hoa có tấm lòng nhân đạo. Dạ. Cầu mong cho cô Hoa sống lâu, sống vui, sống khỏe. Dạ. Trong thời điểm này mà cô nhận được cái phần quà này cô cảm giác như thế nào? Mừng lắm á. Dạ. Mừng dữ lắm luôn. Dạ, quý không à?
Theo cô thì đối với cái phần quà này cô sẽ mua gì? À bây giờ vô mua mì. Dạ. Yeah. Rồi cái mình mua dưa mắm đồ, dưa yeah. thịt với mình ra ăn để dành ăn năm bữa. Vậy là gạo mình vẫn còn. Gạo còn, gạo người ta cho còn được chục ký. Dạ, chục ký vậy ăn cũng lâu, nếu mà gia đình có hai bà cháu thôi. Hai bà cháu hả? Dạ. Yeah. Rất là quý trong thời điểm hiện nay đúng không? Dạ, yeah. lúc yeah. trước chị cũng có lãnh gạo ở ngoài quảng trường đồ đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Yeah. Có đi bán. Chắc cũng hơi lâu rồi ha. Lâu rồi. Dạ. Yeah. Rồi thôi con chào cô nha. Yeah. Cảm ơn chú nha. Dạ rồi. Dạ, rồi con chào cô. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe. Dạ, cảm ơn chú. Dạ rồi cả nhà, đây là đường 2 tháng 9 nha. Bây giờ là 17 giờ 3 phút. Đây là đường Hưng Đạo Vương. Cho cả nhà xem. Mình sẽ đi đến hoàn cảnh tiếp theo là một cô này 58 tuổi lại ở trong một cái điểm đó là khu cầu Kinh Cục nữa. Nói chung thì đối với khu cầu Kinh Cục với khu ở dưới này là mình thấy là những hoàn cảnh khó khăn ở trọ rất là nhiều. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai nha cả nhà. Chào cô. Hôm nay cô nhiêu tuổi rồi? Dạ 58. Cô có thể kéo xuống cho con nhìn mặt cái không, rồi cô kéo lên. Rồi cô kéo lên. Cô tên gì? Trần Kim Loan. Dạ cô Loan. Ủa đem chứng minh theo hả? Thì sợ bị công an hỏi hả? Dạ sinh năm 64, 58. Dạ. À, trước cái thời điểm dịch bệnh là mình làm công việc gì cô? Đi làm lao động tự do. Dạ, có nghĩa là ai mướn gì làm đó. Thường thường là cô làm công việc gì để kiếm thu nhập lo gia đình mỗi ngày? Chuyện nhà lau nhà, quét nhà, là rửa chén rồi. Mình làm việc nhà vậy là một ngày mình được bao nhiêu cô? Ngày được khi được trăm. Mình tính theo tiếng hay tính theo buổi? Buổi à. Một buổi là mấy tiếng? Buổi người ta làm vậy đó, mình ta trả cho mình 100.000 từ 8 giờ đến 12 giờ. 8 giờ tới 12 giờ là 4 tiếng. Yeah. Là 100. Là 1 tiếng là 25.000. Yeah. Cũng khá là hợp lý. Dạ yeah. Thì cái khoảng thời gian mấy ngày là cô và gia đình là ăn sinh sống bằng cách nào? Nhịn đấu nói thì ông tin ông xã thì bị chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não? Ủa tại sao ông xã cô lại bị cái mỗi lần thì ông chạy xe ba gác á. Xe ba gác. Rồi cái ông bị tai nạn năm nay 3 năm rồi bị chấn thương. Rồi giờ ở nhà cô phải đi làm cô nuôi như vậy. Dạ. Giờ là coi như hoàn cảnh của mình cũng khá là khó khăn. Dạ. Dạ, hình như là con gái cô chở cô ra. Thì bạn của con gái. Vậy là cô bây giờ trong nhà là có bao nhiêu người? Có ba mẹ con, mợ nhỏ lớn nó bị làm trên kỹ sưng á. Dạ. Bị cách ly á, chảnh luôn. Có nghĩa là không có về được. Không. Là bây giờ ở nhà cô là chỉ còn cô với ông xã thôi. Ông xã. Dạ. Với con... nhỏ con gái mới 14, 15 tuổi. Vậy là có hai người con gái mà một người thì đang làm trên tỷ sưng, một người cũng 14, 15 tuổi ở nhà. Dạ, dạ. Nó ở riêng, nhỏ con gái lớn nó ở riêng. Dạ, vậy là hoàn cảnh của mình là giờ cũng khá là khó khăn. Dạ. Kể từ lúc mà ông xã bị bệnh vậy rồi cô làm như vậy có đủ lo thuốc men cho ông xã không? Con không có đủ con ơi, có khi bữa đủ bữa không. Dạ, rồi sao cô biết là con có hỗ trợ mà cô nhắn tin cho con tại vậy? Tại vì người ta chỉ cô á. Dạ. Rồi con tuyên nhỏ là nhắn đại đi coi hên xui coi cho
dạ. Cho được thì cho. Dạ. Cho ông ấy hên xui. Dạ. Dạ rồi, mình xin lỗi các nhà hảo tâm, mình đã cố gắng hết sức rồi. Thì mình đã bị lập biên bản rồi, do ra đường không có nguyên nhân chính đáng trong thời điểm hiện nay. Thì một lần nữa là mình cũng cố gắng trao hết tấm lòng của nhà hảo tâm. Mình vẫn còn giữ khoảng 14-15 cái tấm lòng của nhà hảo tâm lận. Thành ra là khi nào mà hết giãn cách thì mình sẽ tiếp tục mình trao đến tấm lòng của nhà hảo tâm đến với những người có hoàn cảnh khó khăn nha. Thì mình cũng đã cố gắng lắm rồi. Bây giờ mình giữ cô Hoa còn rất là nhiều và những nhà hảo tâm khác nữa, thì mình sẽ cố gắng mình gửi đến cho bà con khó khăn trong thời gian sớm nhất, sao cho nó đúng với quy định của nhà nước. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà vào vài ngày sau, có thể là qua tháng sau luôn nha cả nhà. Cái nhà đừng có giận mình và hãy hiểu cho mình đã cố gắng lắm rồi. Chào tạm biệt cả nhà.